Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái bộ beam hồng ngoại dùng cho hàng rào. Cái này thì là bộ này thì vừa dùng có dây và vừa dùng không dây. Không dây là nó sẽ khi mà nó nhận được tín hiệu thì nó sẽ có người đi qua hàng rào thì nó sẽ phát tín hiệu sóng 433 MHz vào sản phẩm. Và bộ trung tâm thì một cái beam của nó sẽ gồm có một bộ thu và một bộ phát. Đấy, mình sẽ lấy qua thôi. Thì đây, cái này thì sẽ là cái các ốc vít rồi là cái đai để cài lên tường. Còn đây là tờ giấy hướng dẫn thì thôi. Có gì hướng dẫn bằng tiếng Anh nhé. Các bạn nếu mà có biết một chút về tiếng Anh thì có thể xem qua cũng khá hữu ích ấy. Đây, một bộ nó sẽ bao gồm này. Một bộ thu, một phát, mình vào luôn hai cái hướng dẫn sử dụng luôn. Khi mà bạn nhận được đây, thì đây một cái nó ghi là receiver nhá. Đây là bộ nhận này. Đây là ABT100, loại ABT100. Thì đây là transmitter, là bộ truyền, là bộ phát. Đấy, ở đây nó có hướng dẫn là up. Up có nghĩa là hướng cái này lên. Ví dụ bạn dán tường thì bạn phải hướng như này, hướng lên trên. Đấy, cái này cũng tương tự như thế, cũng đây. Nó hướng lắp đặt. Thì sau đó bạn vặn cái ốc này ra một chút. Vặn nới rộng ra đấy, xong các bạn đẩy ra là được. Nới rộng ra, cái này mình nới cũng tương đối rộng rồi. Ở đây thì cái thôi mình bỏ qua cái này, đây vào chủ đề chính luôn. Thì cái bộ đây là bộ truyền này, bộ phát này. Thì bộ phát nó chỉ gồm có này, chỉ có nếu các bạn không còn quan tâm nhiều thì là các bạn chỉ cần cấp nguồn cho bộ phát thôi. Bộ phát có chức năng là để phát tín hiệu hồng ngoại về bộ thu. Khi mà có người qua, có vật cản qua ấy, có vật cản mà che mất cái cảm biến thì bộ thu sẽ không nhận được tín hiệu. Thì bộ lúc đó thì bộ thu sẽ truyền tín hiệu về trung tâm, là báo là truyền tín hiệu trung tâm và trung tâm sẽ xử lý. Đấy, các bạn hiểu qua qua như thế. Ngoài ra các bạn này, cái này đây, các bạn để ý này, cái nguồn của nó sẽ là nguồn cấp là 12V, 12V cho đến 24V, nhưng mà bình thường mình dùng 12V thôi. Đây dục. Đây các bạn lưu ý nhá, nắp đúng chiều. Đây là phần nguồn dương của 12V, đây nguồn âm của 12V này. Đây là đối với temper, giống kiểu như là khi mà mở lắp ra ấy, có người cậy ấy, thì nó sẽ báo ấy. Nhưng thường mình sẽ không dùng từ nhiều. Đây các bạn để ý này. Thì đây cái mạch này là cái mạch bộ phát 433 MHz. Nói chung là nhìn nó trông nó khá là ấy, gọi là đây là giống kiểu như là mình lắp đặt thêm một cái module. Cái bộ này thì là bộ có dây, nhưng mà mình muốn là không dây để mình kết nối với bộ trung tâm báo động chống trộm của mình, nên thành ra là mình sẽ lắp thêm một cái module là 433 MHz. Thì ở đây thì là nhận về sản phẩm, các bạn đã nhận được như thế này rồi thì các bạn không cần phải để ý nhiều về cái này lắp như thế nào, mà nó đã lắp sẵn cho bạn rồi. Thì các bạn để ý nhé, các bạn chỉ cần lắp luôn là dấu cộng 12V này. Đây là V cộng là 12V này. Đây là dấu trừ 12V. Ngoài ra thì nếu các bạn lắp với còi hú thì các bạn sẽ lắp vào hai cái cực cổng 4 và cổng 4, cổng 5 và cổng 4 và cổng 6. Có nghĩa là thế này. Có nghĩa là cổng 4 với cổng 5 lúc nào nó cũng nối với nhau. Nên nếu mà các bạn lắp còi hú thì nó lúc nào nó cũng hú. Thì khi mà các bạn che mất cảm biến ấy, thì cái cổng số 4 nó sẽ nối với cổng số 6. Đấy, các bạn nhìn ạ. Thì lắp còi hú ở cổng số 6. Các bạn lắp còi hú ở cổng số 6 nhé. Cái này cũng temper 7-8 là temper rồi, không cần quan tâm lắm. Đây, thì bây giờ các bạn chỉ cần lắp 1, 2 này. 1 là nguồn dương của 12V, trừ là
2 là cộng 2 là nguồn âm của 12V. Thì ở đây mình cũng có mua sẵn cho các bạn luôn, thì là cái adapter. Thì ở đây mình dùng là toàn là những adapter mà đã qua sử dụng thôi. Thì các adapter này ấy, thì cái ưu điểm của nó ấy là các loại này thường là sẽ dùng cho các bộ router hoặc bộ fan wifi ấy, thì cái nguồn 12V của nó rất chi là ổn định và nó không có gợn sóng gì cả, nên là cái đảm bảo cho cái thiết bị của bạn hoạt động ổn định nhất, tránh sự cố hỏng hóc xảy ra đấy. Thì cái nguồn là cái quan trọng, nên là mình cũng xác định luôn là cái mình sẽ lấy loại 12V là 1A. Thì ngoài ra thì các bạn nếu mà không lấy cái nguồn adapter này ấy, thì có thể lấy ở chỗ lấy cái loại khác cũng được, cũng chỉ cần 12V và 1A là được, 2A cũng được. Thì ở đây các bạn khi mà các bạn nhận về nhé, thì ở đây mình sẽ không dùng cái đầu nối, mình sẽ cắt luôn. Các bạn cắt luôn cái dây này đi, cắt luôn cái đầu nối đi. Đấy. Các bạn đấu trực tiếp luôn. Sau đây mình sẽ xác định cái phần dây âm với dây dương của cái nguồn adapter 12V nhé. Thì đối với này, cái dây, ví dụ dây mà nó không có màu ấy, ví dụ màu đỏ màu đen thì mình còn biết được, màu đỏ sẽ là màu dây dương và màu đen là dây âm, nhưng cái này nó không có. Thì ở đây thì có các bạn để ý nó có một phần sọc trắng này. Thì các bạn nhìn rõ không ạ? Cái phần dây có phần sọc trắng mà một dây không có cái sọc, không có sọc trắng, một cái sọc trắng khá là dài. Thì cái sọc trắng khá là dài này thì là sẽ là dây dương của nguồn 12V và dây còn lại sẽ là dây âm. Đấy, thì khi mà xong mình bắt đầu đầu nối nhé. Các bạn để ý là tránh việc nhầm lẫn, tránh nhầm nguồn, nếu mà nhầm nguồn rất dễ là gây bị hỏng thiết bị ấy. Nên khi mà các bạn đấu nối, các bạn nhớ xác định rõ cực của cái nguồn adapter này, thì phải xác định đúng cực thì lắp đúng thì nó mới chuẩn được các bạn nhé. Sau khi các bạn kết nối với bộ trung tâm xong thì các bạn vào app nhé, thì các bạn vào cái đúng cái bộ trung tâm của mình này, các bạn bấm vào các thiết bị này, các bạn bấm vào thêm phần thêm này. Đây có phần cảm biến và bộ điều khiển, thì mình bấm vào thêm cảm biến. Thì các bạn sẽ phải rút cái nguồn phát này ra để cái bộ thu nó không nhận được tín hiệu từ bộ phát, thì nó sẽ bảo vệ trung tâm. Thì mình cứ kết nối trước đã, xong mình sẽ chỉnh sửa sau. Được chưa? Đây mình sẽ rút nguồn và mình cắm nguồn của cái bộ ấy vào đấy. Đấy, thì khi mình cắm nguồn phát thì là bộ thu nó không nhận được tín hiệu từ bộ phát mình cũng đang không cấp nguồn rồi, thì nó sẽ phát tín hiệu sóng 433 MHz về bộ trung tâm. Thì bây giờ mình bấm vào thêm cảm biến, thêm vùng 3 thành công. Đấy, thì các bạn thấy không ạ, thấy cái phần vùng 3 thêm thành công chưa? Đấy, thì sau đó thêm thành công rồi thì mình sẽ cấp nguồn cho nó, cấp nguồn cho bộ phát. Thì các bạn nhìn bộ phát với bộ thu, thì ở đây để xác định được ấy, ví dụ khi mà mình vừa cấp nguồn xong thì cái đèn alarm này nó sẽ bị tắt đi và nó sẽ chuyển sang đèn power nó sáng xanh, thì lúc này nó tín hiệu có nghĩa là bộ thu này đã nhận được tín hiệu từ bộ phát chuyển sang đây, được chưa? Đấy, thì khi mà không nhận được tín hiệu ấy thì bộ thu này sẽ chuyển sang chế độ alarm và nó truyền tín hiệu về bộ trung tâm. Trung tâm sẽ báo động. Đấy các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem khi mà có người qua lại nhé. Cái bộ này thì nó khoảng cách nó khá một tầm 100m cơ, nhưng mình để ở đây khoảng tầm được 20cm. Thì nó nhiều lúc nó xuyên, đâm xuyên ấy, kể tay người qua nhiều lúc nó cũng không nhận, thì khoảng cách khá là xa cơ, ít phải tầm 10m đến 20m đổ đi thì mới được. Đấy, thì mình sẽ phải dùng một cái tấm bìa khá là dày này để test. Đấy, thì nó đèn nó chuyển sang chế độ alarm luôn ấy. Đấy chưa? Thì bây giờ mình ví dụ mình bật chế độ báo động lên này, ở đây điện thoại nhá, mình bây giờ mình đã vừa thêm thiết bị vào rồi, mình bật chế độ báo động này. Lên điện thoại
đấy thì mình sẽ có người qua lại này, có người qua đấy, thì nó sẽ báo và app và nó gọi điện cho bạn đấy. Thì cái bộ trung tâm này sẽ gọi điện cho bạn báo là có người qua hàng rào thế này kia đấy. Nói chung là thì mình sẽ tiếp theo mình sẽ hướng dẫn thêm cho các bạn về cách ví dụ như là làm sao để hai cái này biết được hai cái này đã truyền tín hiệu cho nhau. Khi mà ví dụ nhá, khi mà các bạn là cấp nguồn cho nó mà cái bộ này nó không, nếu mà bộ này không nhận được tín hiệu thì cái đèn của nó sẽ chuyển sang tín hiệu alarm, là đèn alarm sẽ màu đỏ cơ. Còn đây đèn alarm nó tắt đi thì có nghĩa là nó đang nhận tín hiệu từ bộ phát rồi, thì là có nghĩa là ok. Đấy thì các bạn chỉ cần căn cho khá là tương, nó chỉ tương đối, không cần phải chuẩn quá. Đấy. Rồi, thì muốn biết xác định nữa là cái bộ bộ phát này đã có nguồn power sáng xanh rồi nhá. Nhưng mà có nghĩa là các bạn phải xem được, ví dụ đấy, các bạn nhìn đây. Đấy, là cái đèn hồng ngoại của nó đấy. Đấy. Là hai đèn hồng ngoại này đều là đang hoạt động này. Các bạn dùng camera ấy, các bạn hoặc là máy ảnh các bạn quay quay nó. Đấy thì là các bạn nhìn thấy được cái hồng ngoại nó đang phát về trung tâm. Nó đang phát về bộ thu. Đấy, thì hai cái này thì là gần như là cái đơn giản. Thì các bạn lắp đặt thì các bạn chỉ cần biết là ví dụ các bạn quay đúng hướng, ví dụ này đúng chưa, thì nó vẫn nhận, có nghĩa là đây khoảng cách gần thì nó vẫn cứ nhận thôi. Chứ còn nếu mà khoảng cách xa thì các bạn chỉ cần chạch một tí thôi là nó cũng đã không nhận rồi. Đấy, thì cái nào lúc khi nào mà thực chiến thì mình sẽ hướng dẫn sau. Nhưng mà có nghĩa là mình sẽ hướng dẫn qua cho các bạn để các bạn lắp đặt. Khi mà phải, khi các bạn cấp nguồn cho cả hai thiết bị xong thì muốn nó hoạt động tốt thì cái nguồn power này nó phải sáng xanh. Đấy, các bạn nhìn thấy sáng xanh chưa? Và cái đèn alarm này nó phải tắt đi thì nó mới chuẩn. Còn nếu như các bạn không nhận được tín hiệu từ cái đấy, các bạn không nhận được tín hiệu từ cái hồng ngoại này thì là bên này sẽ ấy. Nhưng mà nói chung ở đây gần quá thì nói chung mình cũng không thể nào mà ấy được, để thực hành được cho các bạn. Đấy thì các bạn cứ biết như thế thôi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhé. Cái bộ này thì bên mình cũng đã đăng bán ở trên Shopee và Lazada. Thì các bạn ngoài ra các bạn có thể liên hệ cho mình qua số điện thoại 0945 851 095 để liên hệ tư vấn nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.